Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát cho đến nay, mỗi ngày lại có thêm nhiều ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ y bác sĩ cùng lực lượng chống dịch khác đang nỗ lực hết sức mình để cố gắng đẩy lùi dịch bệnh. Chính vì số ca mắc mới mỗi ngày nhiều hơn, hàng loạt bệnh viện dã chiến đã mọc lên để phục vụ kịp thời, cứu chữa cho người dân. Hơn nữa, để truy vết các F0 đang lang thang ngoài cộng đồng, đội ngũ đi lấy mẫu xét nghiệm cũng đã căng mình hết sức để làm tốt nhiệm vụ này, nhằm tạo tinh thần tích cực, lạc quan trong quá trình làm việc. Trước giờ đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngoài cộng đồng, những nhân viên đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau nhảy theo bài hát COVID nhanh đi đi. Ngay sau đây, mời mọi người cùng khỏe mạnh đúng cách, xả stress với điệu nhảy đuổi COVID-19 của các chiến binh áo xanh và xem lại những hình ảnh đáng nhớ, đáng trân quý của họ trong những ngày căng thẳng chống dịch này nhé. Bộ đồ phòng hộ chống dịch, những nhân viên đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cùng nắm tay nhau, nhảy điệu vui nhộn để kêu gọi người dân rửa sạch tay, đeo khẩu trang và quên đi những buồn đau, không suy nghĩ tiêu cực. Giai điệu ý nghĩa cùng điệu nhảy sôi động đã tạo năng lượng, khích lệ tinh thần làm việc cho đồng đội, cũng như mang lại niềm vui, động viên tinh thần cực lớn cho mọi người giữa lúc dịch bệnh đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Thành viên đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết, từ những ngày đầu mùa dịch, đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, bệnh viện liên tục đi lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. Do số lượng mẫu trong cộng đồng cần lấy rất lớn, nên có những ngày lấy mẫu lên đến 12 giờ đêm mới về nhà. Công việc rất vất vả, nhưng các thành viên luôn động viên nhau hoàn thành tốt công việc, chị Nhi tâm sự. Tương tự, điều dưỡng Cao Thị Yến Ngọc, thành viên đội lấy mẫu chia sẻ, công việc lấy mẫu rất nguy hiểm vì khi lấy mẫu, mình phải đối diện với người được lấy mẫu để đưa tăm bông vào vùng hầu họng, vùng mũi. Công việc vất vả ngày đêm, nhưng các thành viên đội lấy mẫu luôn giữ tinh thần lạc quan, truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Hy vọng với sự tham gia chống dịch của cả sự đồng lòng của người dân, COVID-19 sẽ sớm biến mất, chị Ngọc cho hay. Và còn đó, rất nhiều nhân viên y tế từ các bệnh viện phải rời xa gia đình, rời xa tổ ấm để cùng đồng nghiệp chinh chiến. Có thể thấy căng thẳng, áp lực với nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực. Những chiến sĩ áo trắng thầm lặng vẫn đang gánh trách nhiệm khổng lồ trên đôi vai nhỏ bé. Có người đã ngã gục vì kiệt sức, có người đã ngủ thiếp đi ngay trên xe cứu thương, mồ hôi ướt đẫm, những vết hằn trên mặt vì đồ bảo hộ. Nhói lòng với những cơn mưa của tháng 7 đã khiến đội ngũ đi phun thuốc khử khuẩn ướt sũng trong đêm giá lạnh. Dù thế, họ vẫn lao vào cuộc chiến với một trái tim nhiệt huyết và với niềm tin hết dịch ta lại về với cuộc sống thường nhật. Phó giáo sư, thạc sĩ Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại khi số ca F0 liên tục tăng cao và đã tạo áp lực rất lớn lên khối điều trị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến số giường sẽ tăng lên 30.000 và sẵn sàng cho kịch bản 50.000 giường. Bên cạnh đó, nhu cầu nhân lực cho khối điều trị hiện tại là rất lớn, ước tính trung bình khoảng 1.000 giường bệnh nhân thì cần 200 nhân lực y tế. Từ đó có thể thấy nhân lực cho khối điều trị hiện nay là rất lớn và vẫn sẽ tiếp tục tăng khi số trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thêm vào đó, khi số ca mắc gia tăng thì số trường hợp bệnh nhân nặng cần sự hỗ trợ chuyên sâu cũng sẽ gia tăng tương ứng. Ngay sau đây, Khỏe Mạnh Đúng Cách mời mọi người cùng theo chân bác sĩ Chợ Rẫy vào trong bệnh viện hồi sức COVID-19 cho bệnh nhân nặng, bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 Thủ Đức. Ngày 15 tháng 7, đội ngũ y bác sĩ đã tất bật hoàn tất để đưa vào hoạt động 30 giường hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Hồi sức cấp cứu, 1.000 giường dành cho bệnh nhân COVID-19 cần phải đặt ECMO hoặc thở máy, lọc máy. Tất cả công tác đều được thực hiện khẩn trương để kịp tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch chuyển đến. Trong số những nhân viên y tế chi viện lần này, có bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, người từng trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 91 phi công người Anh và được điều động chi viện điều trị thêm điểm nóng Đà Nẵng, Bắc Giang. Cái lần này có lẽ là cái trận đánh là lớn nhất và chúng tôi mong là hy vọng là nó sẽ là cái trận đánh cuối cùng. Nếu nhiệm vụ của mình Chợ Rẫy là sẽ bị cách 300 giường hồi sức nặng và 30 giường hồi sức nguy kịch, tức là tổng cộng là 5 tầng và một khu hồi sức đặc biệt. Thì như vậy cái nguồn lực lượng của Chợ Rẫy là chủ lực, trong đó lực lượng đầy đủ của hồi sức của các đơn vị chuyên dụng
các khoa phòng và đặc biệt là ngay cả kết hợp với dược, trang thiết bị, vật tư. Thì trong cái lần dịch này thì nên tinh thần là trong buổi sáng ngày mai chúng tôi sẽ đưa sớm vào hoạt động là 30 giường của hồi sức tích cực, và đối với bệnh nhân cần có thể là kỹ thuật của ECMO hay là thở máy hay là lọc máu, và bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẽ hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, thuốc, dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao cùng với nguồn nhân lực để mà triển khai nhanh. Đồng thời bên cạnh đó sẽ kết hợp với nhiều lực lượng của nhân viên y tế từ các bệnh viện của Đại học Y Dược 175 hay là các bệnh viện tư nhân của Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương hay các một số bệnh viện tư nhân khác để thành lập các ekip để đảm bảo cho cái đơn vị mà 1.000 giường hồi sức tại cái trung tâm vú cơ sở 2. Dạ. Với tình trạng là số lượng bệnh nhân tăng lên và số lượng bệnh nhân nặng tăng lên thì mình cảm thấy áp lực của đội ngũ điều trị của mình như thế nào đó? Chắc chắn là lần này áp lực rất lớn. Chúng ta đã biết là cái lượng bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gia tăng rất cao và rất nhiều bệnh nhân nặng. Các nơi thu dung điều trị, đặc biệt là những cái đơn vị mà hỗ trợ cho cái mặt bệnh nhân nặng hồi sức của chúng ta hiện nay gần như là đã không còn đủ khả năng mà sức chứa nữa. Do đó 1.000 giường hồi sức này triển khai nhanh sớm thì có thể là giúp giải áp được cái lượng bệnh nặng mà mắc Covid hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái công việc mà rất là quan trọng trong việc mà chúng ta giải quyết được áp lực và cũng như là cố gắng để cứu được nhiều bệnh nhân. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy được là cái sự quyết liệt và quyết tâm trong cái đợt chống dịch lần này, trong cái thời điểm này của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các nhiều đơn vị khác huy động của cả nước. Trước đây là Bắc Giang huy động cả nước cho Bắc Giang, thì hiện nay chúng ta gần như là sẽ huy động cả nước cho thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần là quyết liệt, là dập dịch nhanh nhất có thể và kiểm soát được cái bệnh nhân này. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Theo kế hoạch sẽ có 15 đơn vị với 1.362 nhân viên y tế chuyên về hồi sức huy động chi viện cấp cứu bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó có 570 nhân sự huy động từ các bệnh viện trung ương và của các địa phương, 792 nhân sự từ 8 bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh lực lượng nòng cốt từ bệnh viện Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Đại học Y Dược, còn có lực lượng y tế của các tỉnh Thanh Hóa 50 người, Hải Phòng 100 người và bệnh viện 74 trung ương Vĩnh Phúc 30 người. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập khoảng 24 bệnh viện với tổng số trên 45.000 giường để tiếp nhận điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19. Ngoài lực lượng tại chỗ, còn có sự chi viện của lực lượng y tế các tỉnh, thành và trung ương hỗ trợ, đến nay gần 5.000 người. Chúng ta, mỗi người dân Việt Nam hãy cùng nhau ý thức, cùng nhau có trách nhiệm vì bản thân, gia đình và xã hội. Ở đâu hãy ở yên đó, tuân thủ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quy định của nhà nước và khuyến cáo của Bộ Y tế. Chúng ta rồi sẽ đánh thắng được đại dịch. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!